Xin chào các bạn quay lại với Other Glance cùng với nghề trader cho phiên giao dịch của ngày thứ năm 21 tháng 9 năm 2023. Trước khi bắt đầu thì tất cả đều chỉ thể hiện quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Chỉ số VN Index đã có một cái phiên đáo hạn phái sinh giảm hơn 13 điểm, tương ứng với hơn 1%. Với cái giá trị giao dịch ngày hôm nay là 23.000 tỷ, cao hơn so với 5 phiên trước đây. Nó gần đến cái vùng trung bình 20 phiên. Thì index đã có một cái phiên giảm tương đối mạnh. Và đây cũng là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của khối ngoại. Nhìn vào cái thống kê thị trường, ta có thể nhìn thấy rất nhanh là hôm nay là cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành bị bán mạnh nhất. Và các cổ phiếu trong cái nhóm chứng khoán này tất cả đều giảm điểm. Thậm chí là BSI còn giảm sàn âm 7%. Và khi mà cái dòng chứng khoán này, tất cả cổ phiếu thì đều đã tăng rất là nóng trong thời gian vừa qua. Hầu như thì ít nhất là tăng cũng phải hơn gấp đôi. Thậm chí có những trường hợp như là FTS thì họ từ đáy đến giờ thì nó tăng tới 4 lần, gần 5 lần. Một số rất là sốc. Và khi mà kết quả kinh doanh quý 3 sắp ra thì mình nghĩ đây sẽ là thời gian thích hợp cho một đợt điều chỉnh đối với nhóm ngành chứng khoán. Và khi mà nhóm ngành chứng khoán điều chỉnh thì index hoàn toàn có thể sẽ bước vào những cái nhịp điều chỉnh để lấy đà cho những cái nhịp tăng tiếp theo. Khi mà cái lượng tiền rẻ trên thị trường hiện giờ vẫn đang rất là nhiều và vẫn đang chờ cơ hội để quay trở lại thị trường. Cái cây nến đóng cửa ngày hôm nay là một cây nến hết sức là nhạy cảm. Nó gần như là bao trùm lấy cây nến của ngày hôm qua. Chỉ còn cách có vài điểm thôi. Nên là cái phiên ngày mai sẽ là một phiên rất là quan trọng. Trường hợp mà nó tiếp tục đi xuống thì rất có thể là thị trường sẽ tìm về cái vùng 1.200. Hoặc thậm chí là sâu hơn. Còn trường hợp mà giá có thể quay lên và vượt được cái vùng 1.228 này thì lại là tương đối là lạc quan cho giai đoạn còn lại của tháng 9 cũng như là sang tháng 10. Ở đây chúng ta thấy là trong trên đồ thị H1 thì thời điểm 14 giờ chúng ta có một cái cây nến giảm rất là mạnh và nó đóng cửa phá hoàn toàn cái cây doji spinning top lúc 1 giờ. Thì chúng ta có cái tín hiệu doji breakout. Và đồng thời cái nhịp tăng vừa rồi thì hoàn toàn cũng có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh của cái sóng giảm này. Thì nó tăng lên đúng cái vùng Fibonacci 50 ở quanh 1225 sau đó thì giảm. Nên là với quan điểm hoàn toàn cá nhân của mình thì cái hướng theo mình hướng xuống sẽ chiếm thế nhiều hơn. Tức là thị trường có nhiều khả năng sẽ ít nhất test lại vùng 1.200 trong ngày mai hoặc là có thể sang tuần sau. Và thậm chí nếu như nhóm ngành chứng khoán mà điều chỉnh mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến những cái nhịp index về đầu 1.1x. Là đây là một cái giai đoạn mà thị trường rất là rủi ro. Nó chưa rõ xu thế. Cộng với việc là chúng ta đối diện với cái nhóm ngành chứng khoán đang tăng rất là nóng trong thời gian vừa qua và kết quả kinh doanh thì chắc chắn là không thể chạy lại đối với cái mức độ tăng giá rất là sốc vừa rồi. Nên có thể nhóm ngành chứng khoán cần phải điều chỉnh. Nên là chúng ta sẽ cùng theo dõi phiên cuối tuần ngày mai. Với quan điểm hoàn toàn cá nhân của mình thì mình dự báo là index sẽ có hướng đi xuống chiếm thế nhiều hơn là hướng lên. Tuy nhiên thì cũng không thể nào biết được. Hoàn toàn có thể ngày mai sẽ có một lực mua mạnh và index có thể phá lên thì sao? Chúng ta không thể nào biết được thị trường sẽ như thế nào.
Vin thì chúng ta thấy có những dấu hiệu cho một cái nhịp điều chỉnh của thị trường, nên là tốt nhất nên tiếp tục thắt chặt dây an toàn và quản trị rủi ro thật tốt và sẵn sàng cắt lỗ khi cần thiết. Khi mà index phá cái bị mất cái ngưỡng 1200 này thì chúng ta cần phải tiếp tục hạ tỷ trọng, bởi vì index hoàn toàn có thể về đến vùng 1150, tức là có thể mất tới 50 điểm nữa. Thì khi đó thì một vài cổ phiếu hoàn toàn có thể bị sụt giảm rất là mạnh, nên là chúng ta cần phải cảnh giác trong cái giai đoạn thị trường nhạy cảm này. Ok, quay trở lại với thị trường Forex thì đêm ngày hôm qua Fed đã quyết định là sẽ không nâng lãi suất đúng như là kỳ vọng của thị trường. Và đây là cái phiên đêm ngày hôm qua, sau khi mà vào lúc 1 giờ đêm Fed không nâng lãi suất và thị trường đã bật tăng rất là mạnh. Hiện giờ thì trên đồ thị daily chúng ta vẫn đang tiếp tục trong một xu thế tăng, nên là cái xu hướng mà nó sẽ tiếp tục đi lên và quay trở lại cái vùng 105.854 sẽ chiếm một thế nhiều hơn. Mặc dù tại thời điểm hiện tại thì thị trường đang có dấu hiệu tạo một cây doji. Đô la Mỹ và Thụy Sĩ có một nhịp tăng rất là mạnh, bởi vì chúng ta thấy là lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay, 1:30, thời điểm 1:30 thì ngân hàng Thụy Sĩ đã quyết định là không nâng lãi suất như là kỳ vọng. Kỳ vọng là họ nâng 0,25 điểm. Tuy nhiên thì họ không nâng, và sau đó thì đô la Mỹ và Thụy Sĩ đã tăng rất là mạnh. Hiện giờ thì nó đã tăng gần 1% trong ngày hôm nay. Còn thị trường đang rất là nóng, nên là mặc dù biết nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục đi lên, nhưng mà theo mình thì cái cặp này chúng ta nên đứng ngoài. Euro đô la Mỹ nó cũng phá đáy này và ngược chiều với DXY. Hiện giờ nó đang rút chân và tạo cái doji. Nên là để giao dịch chúng ta nên chờ nó breakout. Trường hợp nó breakout thì có thể cá nhân mình sẽ thực hiện lệnh sell. Bảng Anh đô la Mỹ, một cặp mà mình đang trong một lệnh sell. Mình thực hiện lệnh sell lúc 3 giờ. Điểm sell của mình này. Hiện giờ thì nó đang vẫn đang loanh quanh ở entry thôi. Trường hợp mà nó đi lên và phá cái vùng này thì có thể mình sẽ cắt sớm. Hiện giờ thì mình vẫn theo dõi cái lệnh này thôi. Nếu mà nó phá xuống mạnh mẽ như thế này thì mình sẽ rời stop loss về đây. Còn hiện tại thì mình theo dõi thôi. Và đặc biệt chúng ta cần quản trị cái lệnh này rất là kỹ, bởi vì 2 tiếng nữa, tức là lúc 18 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ diễn ra cái cuộc họp của ngân hàng Anh BOE, và họ sẽ quyết định xem có nâng lãi suất hay không. Đây là một cái thời điểm hết sức nhạy cảm, nên là trường hợp mà nó tiếp tục lịch trình ở đây hoặc là âm nhẹ thì mình sẽ xem xét phải thoát sớm. Trường hợp mà nó phá xuống thì mình sẽ rời về entry để bảo toàn rủi ro. Bởi vì khi mà tin tức ra thì chúng ta hoàn toàn có thể kiên những cây nến như thế này. Đây, thời điểm đêm qua đây, biến động rất là mạnh. Nên là với lệnh này thì mình sẽ theo dõi chặt chẽ trong vòng 2 tiếng sắp tới. Đô lúc và đô la Mỹ, cặp này thì không có xu thế rõ ràng, nên là cá nhân mình bỏ qua. Đô la New Zealand giờ đang ở cái khu vực cái trendline này, đơn giản là mình bỏ qua thôi. Cậu vàng ngày hôm qua thì sau khi nó phản ứng với cái vùng Kijun Sen này, tạo một cây doji và sau đó quay trở lại. Tuy nhiên thì hiện giờ thì nó vẫn ở giữa Tenkan Kijun, nó không có xu thế, nên là cá nhân mình chọn đứng ngoài. Đô la Mỹ Yên Nhật, ta thấy là nó đang trong một xu thế tăng và ngày hôm nay nó đã tạo một cái mức đỉnh cao mới. Như vậy trường hợp mà thị trường phá được cái vùng này thì có thể xem xét để quay trở lại tìm kiếm điểm sell. Hiện giờ thì có vẻ như nó đang tạo một mô hình bá đáy ở khu vực này. Trường hợp mà nó phá trendline đi lên thì chúng ta có thể cân nhắc tìm kiếm điểm mua. Cặp này thì cá nhân mình sẽ chỉ mua vào thôi. Euro và Yên Nhật, nhìn này thì thôi bỏ qua. Bảng Anh Yên Nhật, ngắn hạn thì H4 đang trong một xu thế giảm. Tuy nhiên thì giờ chúng ta đang ở khu vực trendline tương đối nhạy cảm, nên là
mặc dù cái hướng xuống sẽ chưa thấy nhiều hơn, tuy nhiên thì với cá nhân mình thì mình đứng ngoài. Rồi là Canada. Sau khi nó về đến một cái vùng kháng cự tương đối mạnh thì đang có dấu hiệu rút quay đầu và đơn giản là đứng ngoài thôi. Trường hợp nó phá đỉnh thì có thể xem xét. Bây giờ thì thôi. Đôi lúc sau khi nó phản ứng với vùng kháng cự thì quay đầu này. Chúng ta sẽ xem cái vùng hỗ trợ 95.056 này có thể giữ được giá và làm cho nó quay đầu đi lên không. Nhiều khả năng thì nó sẽ có thể chạm đến Tenkan-sen. Đô la Canada. Cặp này thì đơn giản đứng ngoài thôi. Euro và đô la Canada. Xu thế giảm được xu thế nhiều hơn và ta có thể xem xét sell khi mà nó phá được vùng đáy này. Tuy nhiên thì nó rất là gần đến những cái vùng hỗ trợ mạnh như này nên là với cá nhân mình thì mình cũng bỏ qua thôi. Bảng Anh. Xu thế giảm, tuy nhiên thì chỗ này chúng ta thấy là cũng tương đối nhiều cái hỗ trợ nên là cũng không phải cặp tốt để giao dịch. Đô la Úc và đô la Canada đang trong xu thế giảm. H4 cũng đang thể hiện xu thế giảm, tuy nó tiến rất gần đến cái vùng hỗ trợ nên là nếu sell thì chúng ta cần phải quản trị rủi ro. Ở đây thì có một entry, tuy nhiên mình không thực hiện lệnh này. Bây giờ thì nó đang lình xình thôi. An toàn nhất thì chúng ta nên chờ nó phá được cái vùng đáy này. Hoặc trường hợp mà sell chúng ta cứ phải cảnh giác vì có thể nó sẽ chạm được vùng này và sau đó đảo chiều rất nhanh. Đô la Euro và đô lúc. Thôi nhìn này thì bỏ qua thôi. Bảng Anh. Quay trở lại retest lại Kumo. Thì trường hợp nó phá đáy thì có thể tìm điểm sell, không thì thôi đứng ngoài. Ok, như vậy là ngày hôm nay cũng là một ngày tương đối là rủi ro của thị trường khi mà chút nữa chúng ta sẽ có cái tin ngân hàng BOE sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Nên là giai đoạn này mình sẽ rất là cảnh giác. Và đây cũng là cái trade duy nhất mà mình thực hiện ở thời điểm hiện tại. Vẫn chưa thể rời stop loss về entry nên là mình theo dõi thôi. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình này tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người có một ngày giao dịch tốt. Hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo của Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.